Năm học 2020-2021, hệ thống nhà trường quân đội sẽ tiếp tục chuyển từ đào tạo theo hướng chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đó là một nội dung quan trọng mà trọng tâm là nâng cao năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và quan hệ xã hội cho học viên. Từ đây, các nội dung môn học, chương trình được rà soát, đảm bảo gắn sát hơn với thực tế, đáp ứng yêu cầu trong huấn luyện, diễn tập, giúp học viên sau khi ra trường đảm nhiệm được cương vị, chức trách được giao. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều chính sách quy định mới về giáo dục đào tạo được triển khai thực hiện. Diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 chưa được khống chế, rất nhiều thử thách đã đặt ra với các học viện trường, song đây cũng là cơ hội để thích nghi và đổi mới sáng tạo phù hợp với tình hình mới. Trong cái đổi mới về cái phương pháp dạy và học, thì theo cái hướng là giảng dạy thì lấy người học làm trung tâm và tiếp cận năng lực, tập trung vào các cái kiến thức, các cái kỹ năng cơ bản, đồng thời là chú trọng ba cái nhóm năng lực chung, năng lực chuyên ngành và cái năng lực lãnh đạo chỉ huy cho các đối tượng học viên. Để có chương trình đào tạo toàn diện các nhóm kỹ năng, trước hết trình độ, chất lượng của giáo viên và sự đổi mới, nâng cao chất lượng giáo trình được chú trọng. Hàng năm, số lượng giáo trình mới được xây dựng, thiết kế hoặc chỉnh sửa bổ sung tại các nhà trường đều tăng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục được đánh giá bằng sự tiến bộ, nâng cao năng lực của người học, không đánh giá bằng điểm và thứ tự xếp hạng như trước đây. Và năm nay, trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới cái chương trình đào tạo, đặc biệt là cái phương pháp giảng dạy của giảng viên. Làm thế nào để phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của người học, nâng cao cái tập bài, huấn luyện thực hành và đặc biệt là chú trọng rèn luyện lễ tiết tác phong và cái tư thế tác phong chỉ huy của học viên. Nhà trường phải gắn liền với đơn vị và toàn bộ các động đào tạo của nhà trường phải phụ đắc lực cho thực hiện mục tiêu đào tạo, đào tạo ra đội cán bộ chính trị vừa hồng vừa chuyên. Chính vì vậy toàn bộ chương trình nội dung chúng tôi đã đổi mới thường xuyên, liên tục cập nhật bổ sung những kiến thức mới. Để phát triển toàn diện kỹ năng, các nhà trường sẽ tiếp tục bổ sung các nội dung rèn luyện bộ đội về phẩm chất, đạo đức lối sống, kỹ năng mềm, thể lực và ngoại ngữ. Theo yêu cầu của trên, các nhà trường đã chuẩn bị bổ sung thêm các môn học gồm cứu hộ cứu nạn, quyền con người và viễn thám. Trong rèn luyện thể lực thì tiêu chí sức bền là quan trọng nhất. Với ngoại ngữ, phấn đấu đến năm 2021, học viên sĩ quan cấp phân đội đạt bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Các đơn vị phải tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, trong đó tập trung vào bám sát cái nội dung chương trình này với các cái nội dung huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, đồng thời là điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo chống cái trùng lặp các cái nội dung giữa các cái bậc học, trong đó chúng ta tập trung vào đổi mới một số nội dung như là tổng kết cái thực tiễn, truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt đối với đối tượng đào tạo chức vụ. Một năm học mới bắt đầu, cùng với thời điểm tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược đổi mới giáo dục đào tạo trong hệ thống nhà trường quân đội, rất nhiều kinh nghiệm rút ra từ đây sẽ tiếp tục được áp dụng để các thế hệ học viên ra trường sẽ được trang bị đầy đủ hơn nữa, tri thức, kỹ năng, tác phong chỉ huy, đảm nhiệm tốt cương vị, đặc biệt là trong các lĩnh vực, lực lượng mới của quân đội.